gửi anh chúc trái cây nha. Vâng, nhiều nha. Thank you so much. Yeah. Người duy nhất mặc áo vest lên đây thăm tôi. Không phải tại vì em đi công việc. Ừ, từ máy bay xuống phải dạ. Yeah. Đi ở đâu? Từ máy bay xuống là em chạy tới trường quay. Vừa mới chạy xong chương trình ở trường quay xong là em phóng tới đây. Mà cũng vui là bởi vì em thấy anh cũng rất là chịu khó cập nhật social. Năm vừa rồi là trộm vía là trúng toàn show đám cưới. Em đi dẫn đám cưới còn thấy anh mà. Hai, ba cái đám cưới lớn nhất của các nghệ sĩ là có anh tham dự. Có tiền ghê, mình trộm vía trúng. Không, mình trộm vía là sau đó làm trúng cái show đám cưới khác. Nhưng mà trúng trời ơi, đi từ đó lát chùa, đi tiền lại. Nhiều, nó mới vừa đủ cái tên mình nữa. Nhưng mà ý sau đó là khách hàng người ta thích quá trời, người ta mời đặt nâng hát đám cưới ngày vui của họ. Anh là cái nghề, anh là nghề hát. Hát đám cưới là hát từ nào giờ rồi. Đó, mà anh là được cái gì phải không? Trời ơi, thơm rẻ đẹp bền đó. Người già cũng thích, người nhỏ cũng thích. Và không ngon bổ rẻ đó em. Mà lại còn nhạc đám cưới nhiều. Không có tính toán bài vở, không làm khó, làm dễ ai hết trơn. Hát mà còn tặng thêm nữa. Bữa cô dâu chú rể yêu cầu có 4-5 bài. Quốc bài 8 bài. Hello. Nhức đầu con. Ê hả? Làm gì mà con nhức đầu vậy? Nói ba nghe coi. Làm sao đó? Nói ba nghe coi. Ôi trời ơi, trời chóng mặt nó. Chưa, âm thanh hay nha. Thôi anh cảm ơn anh Hưng nha, yêu quá. Thank you anh. Show diễn show nào hết nha. Chúc em cũng vậy nha, vâng. Thành công nha. Dạ, em sẽ cố gắng học được một nửa nha anh là được. Thôi mà. Thôi. Em đang đi xa lắm mà. Thôi thôi, em xa cái gì đâu. Bye bye anh. Dạ. Bố luôn, lại ôm cái coi. Nè. Bye Hưng cắt. Bắt tay cả. High five cả. High five. Yes. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại nha.